Đã vậy còn tiếp tay mua đất để cho con hùng vốn vô tiền ảo nữa. Nè nè nè, thím, tôi nói thím nghe nghe kia, bây giờ là thím bán đất ha. Mà tôi không mua thì cũng có người khác mua. Rồi mấy người cũng lấy tiền đó mấy người đi đầu tư. Rồi mấy người cũng lấy cái tiền đó mấy người tham lam mấy người làm giàu. Ủa sao đổ thừa tôi được? Nhưng mà một phần này mà chú cũng phải chịu trách nhiệm học đâu rồi. Con không biết đâu. Quan hợp trả tiền lại cho tôi. Không trả tiền lại cho tôi ăn giả ở đây nè. Ê, nè. Điên hả? Vô nhà người ta la khóc vậy. Đã vậy mà cũng phá bàn phá ghế người ta nữa. Tôi nói nghe chưa? Nứt cái nào là tôi đền tiền cái đó nghe chưa? Con không muốn phá đâu nhưng mà học lừa gạt con. Ai mà lừa gạt mấy người hả? Lừa gạt cái gì? Tự nhiên vô đổ thừa gia đình nhà người ta là sao? Mẹ ơi, thực ra con tới hoàn cảnh này cũng có một phần của bà chút nữa. Tôi không có liên quan gì hết. Tại sao lại đổ thừa tôi chứ? Có cái gì? Thì tại bà chút đó. Bà chút rước con cháu về đây ở để hại con nè. Ủa, cái này mới là vô duyên nha. Con cháu của tôi rước về tôi ở. Rồi tự nhiên giờ đổ thừa con cháu tôi hại mấy người là hại cái gì? Chứ còn gì nữa. Bây giờ con hỏi bà chút nè. Nào giờ bà chút kêu con làm gì, con có dám cãi lời không? Rồi sao? Thì đó, bà chút kêu con là đi theo dõi Quang Học. Chính vì theo dõi Quang Học nên con phát hiện Quang Học chơi tiền ảo. Rồi sao? Chính vì chơi tiền ảo nên con mới sinh tò mò. Mà chính vì tò mò nên con mới hỏi Quang Học. Thì chính vì hỏi thì Quang Học giải thích. Thì chính vì Quang Học giải thích nên con mới hiểu. Chính vì hiểu nên con mới... Là chính vì tham tiền cho nó mới xảy ra cái chuyện này nha. Đừng có chính vì ở đây á. Tại mình thôi, mình là lòng tham không đáy. Mình ham tiền quá cho nên mới bị vậy. Rồi bây giờ đổ thừa ai? Nhưng mà cũng có một phần đóng góp của bà chút nữa. Tôi đã nói là tôi không có đóng góp gì hết nghe chưa. Đừng có than khóc cái kiểu này. Trời có, đất ơi. Cái lúc đó đó con nói ra bà chút có cản con không? Có. Có nhưng mà yếu lắm, yếu xìu à. Nó không có đủ mạnh mẽ. Đã vậy còn tiếp tay mua đất để cho con hùng vốn vô tiền ảo nữa. Nè nè nè, thím, tôi nói thím nghe nghe kia. Bây giờ là thím bán đất ha. Mà tôi không mua thì cũng có người khác mua. Rồi mấy người cũng lấy tiền đó mấy người đi đầu tư. Rồi mấy người cũng lấy cái tiền đó mấy người tham lam mấy người làm giàu. Ủa sao đổ thừa tôi được? Nhưng mà một phần này bà chút cũng phải chịu trách nhiệm học đâu rồi. Con không biết. Bà kêu học về trả tiền cho con đi. Trời ơi, cái gì mà con đi uống cà phê á, con thanh toán bằng xu người ta cũng thanh toán cho con. Con đi ăn sáng, con thanh toán bằng xu người ta cũng thanh toán cho con. Con tưởng đâu là mình thanh toán giống như ở ngân hàng vậy đó. Mà mấy quán thanh toán cho mấy người ở cả cái xóm này? Chỉ có hai quán thôi thanh toán tiền xu thôi. Rồi bây giờ mấy quán là sao rồi? Xu cà na luôn rồi. Thì đó, tại vì mấy người tham quá, mấy người tưởng như vậy là hay lắm. Cả cái xóm này là chỉ có hai quán thanh toán tiền xu, đem đổ xô vào đầu tư tiền xu. Rồi bây giờ vậy đó mọi người, mới gọi là tiền ảo. Con không biết đâu, kêu học về trả tiền cho con đi à. 500 triệu con à. Không phải là con ăn giả đây luôn. Đừng giả, đừng giả nó về kìa. Anh đi vô đây. Đó. Ê, trả tiền cho tôi nha. Trả tiền cho tôi lại lớn, lại lớn. Ai? Từ từ. Cô từ từ để anh nói chuyện sao đi. Sao mà từ từ được? Bây giờ nói đi. Tiền tôi đâu trả đây lại lớn. Bây giờ ngậm họng lại để cho nó nói. Chứ nói hoài sao nó nói được. Chờ chị kiếm tôi làm gì nữa. Thôi. Ai biết. Thua rồi. Thất bại rồi cả nhà ơi. Con đã hoàn toàn thất bại rồi đội ơi. Bây giờ mọi thứ đều sụp đổ hết. Chứ không đổi thì trả tiền cho tôi đi chứ chứ. Chưa, bây giờ con rút kinh nghiệm chưa? Có phải là một bài học cho con chưa? Bây giờ con không biết phải làm sao hết trơn á nội ơi. Mấy chủ nợ kia mà kiếm con một cái một á, chắc con chỉ có phanh đây thì họ mới cảm thấy hài lòng hả? Dạ thôi. Chết rồi. Vậy thì còn tiền của tôi thì sao? Biết thôi, bình tĩnh lại. Nghe nội nói nè. Con bỏ ra bao nhiêu tiền để con đầu tư cái chuyện này?
Dạ thì con bán xe của con được 50 triệu ừ. Rồi xong rồi con mượn nội thêm 50 triệu nữa để đầu tư đó. Trời ơi, anh bỏ ra có 100 triệu mà anh dụ tôi bán đất tới 500 triệu để hùng vốn gì hết hả? Trời ơi, Thôi, bình tĩnh, đừng đánh nữa, để tôi hỏi tiếp nè. Rồi ngoài cái chuyện mà đầu tư của con dính líu tới Nam Phở nè, còn ai dính líu tới chuyện này nữa hay không? Dạ thì còn nhiều chứ. Nhưng mà Nam Phở là khách hàng đầu tiên với lại đầu tư lớn nhất bên con á. Rồi bây giờ hai người á thấy sáng mắt ra chưa? Dạ. Bây giờ tiền đâu, tiền lời đâu thấy mà thấy mắt trắng rồi, thấy chưa? Kinh nghiệm chưa? Tôi ngu quá mà. Quá ngu chứ tội gì nữa. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Trời ơi, tiền bạc của tôi, gia tài của tôi, một miếng đất lụng. Nói đi. Nè, đừng có quá buồn rầu như vậy. Nội đã cứu anh một bàn thua trông thấy rồi đó. Cứu anh? Ừ. Cứu con là nội đồng ý cho con mượn tiền rồi hả nội? Không hề. Vậy chứ cứu là cứu sao? Đây, nghe nói nè, cái lúc mà anh đã bắt đầu mượn tiền của nội thì nội đã kêu em mở một cái tài khoản ảo để mua hết giá trị tiền rẻ của công ty anh. Đó, lúc đó thì anh thấy đó, giá trị tiền xu tăng lên đột ngột. Mà anh với cô Năm Phở nha, thấy tăng xu tăng đồng tiền có giá trị bắt đầu giữ lại, không chịu bán ra. À, đúng rồi. Nhưng nghĩ là nó lên đúng không? Không, tiền xu bắt đầu xuống dốc. Đó, chết chỗ đó đó. Đó, thì lúc đó mà nó quá rẻ rồi, nội mới kêu em bún tiền ra, gom hết cái số tiền mà anh với Năm Phở mua xu đó lại, được chưa? Nói tóm lại là tất cả những số tiền của anh và cô Năm Phẩm đây đang ở trong tay của nội. Trời ơi, mừng quá. Nhưng trả hay không là tùy tôi. Bà cái gì? Tôi đã ăn cướp hơn chục mấy người đâu mà bà cái gì? Thương hả? Con đi mà chứ. Thương cái gì? Cả gia tài của con đó mà chứ. Nếu mà tôi không thông minh thì tôi có được cái số tiền đó không? Chính vì tôi thông minh cho nên tôi mới hợp tác với con cậu cát để thâu gớm những tiền đó lại. Cuối cùng thì tiền hai người cũng thuộc về tôi nha. Tham, lòng tham của mấy người đó là bài học. Là tôi cũng cho cả cái công ty lừa đảo đó bài học. Còn tiền đó hả, là tiền của tôi thích thì tôi trả, còn tôi không thích thì tôi không trả. Bà Trúc ơi, vậy lúc này bà thích hay bà không thích? Lúc này tôi buồn. Tôi buồn để tôi suy nghĩ là tôi có nên trả hay là không, nghe. Xu rồi. Thôi, nói là nói vậy, chứ tôi sẽ trả hết cho hai người. Nhớ đó, đó là bài học cho hai người đó. Nhớ chưa? Trời ơi là trời, bà Trúc ơi. Bà Trúc ơi, bây giờ bà không còn là bà Trúc nữa. Mà bây giờ bà là bà Tiên rồi, bà Trúc ơi.